Bây giờ chị muốn ăn gì thì chọn đi. Anh nhớ cho chị cái này nó. Người là ơi, cho chị xin một cây băng. Làm sao? Người là ơi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Người là ơi, cho mình xin một cái bánh. Còn bánh sushi vẫn lại còn bánh. Người là ơi, cho này. Chị xin. Sao? Nhìn thế em, chị yêu quý em mà làm sao mà em quát chị? Chị có biết không? Làm sao? Đây một ngày em, chị xin em 6 cái bánh rồi. Nó có 6 cái thôi mà. Người là ơi, cho chị xin một cái bánh. Làm sao? Em không biết à? Ê, đấy bây giờ đang là một bài hit à? Ai cũng hát bài đấy á? Muốn gì người ta đều cho. Thôi nên chị mới hát bài đấy. Nên là em sẽ cho chị bánh còn gì? Người là ơi, vẫn đi vẫn đi vẫn đi. Thôi mà, người là ơi, cho chị xin một cái bánh. Đói quá rồi. Cái bụng này. Em có nghe thì tiếng ọc ọc không? Đấy, nói lắm rồi. Ngồi nhạc của chị. Người lạ ơi, vắn đi, vắn đi, vắn đi. Bây giờ chị vắn đi, cái bụng của chị nó rất là đói. Chị đi ra đến kia, chị sẽ bị ngất thì làm thế nào? Em không thương chị à? Thôi coi. Đói lại cho ăn kẹo, sâu nó vào bụng của bụng, làm sao mà no được. Bây giờ chị muốn ăn gì thì chọn đi. Đây nhớ cho chị cái này nhớ. Người là ơi, cho chị xin một cây băng. Làm sao? Người là ơi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Làm sao mà lại đánh đá với mình thế? Bởi vì chị vì nó đang hit nên là chị mê hát bài đấy thôi. Để cho em thương chị đi mà. Em làm nạ vào chị xin nhá. Chị bắn đi. Chị bắn đi, bắn, người ta đi về. Thế là được rồi. Người là ơi, cho tôi xin một cái bánh. Thu dọn đồ mình đi về đây. Tôi lấy rồi xin 6 cái bánh. Thịt nhiều quá. Người lạ ơi, cho tôi xin một cái bánh. Người lạ ơi, cho tôi xin một cái bánh. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.